Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hệ tư tưởng. Từ đơn giản, hệ tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là một tập hợp các ý tưởng hoặc niềm tin được chia sẻ bởi một nhóm người. Nó có thể là một tập hợp các ý tưởng được kết nối, hoặc một phong cách tư tưởng, hoặc một thế giới quan. Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là những hệ tư tưởng chính trị, kinh tế. Nhiều đảng phái chính trị đặt chương trình và hành động chính trị của họ dựa trên một hệ tư tưởng. Có gì là tư tưởng giải thích? Hệ tư tưởng một dạng triết học, xã hội hoặc chính trị, trong đó các yếu tố thực tiễn cũng nổi bật như các yếu tố lý thuyết. Đó là một hệ thống các ý tưởng mong muốn giải thích thế giới và thay đổi nó. Mục đích của hệ tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là một tập hợp các ý tưởng một tổ chức chung về xã hội, thường được thúc đẩy để biện minh một cách hành động chính trị nhất định. Hệ tư tưởng có chức năng giải thích, chúng đưa ra những lời giải thích cho các sự kiện và vấn đề của đời sống xã hội, giúp các cá nhân và tập thể tự định hướng trong xã hội. Hệ tư tưởng tôn giáo là gì? Hệ tư tưởng tôn giáo có thể được định nghĩa là một tập hợp các ý tưởng đề cập đến các công cụ côn tôn giáo và thế tục, đồng thời đi kèm với các hành động và quy trình chính trị một cách bền vững và có hệ thống. Các hệ tư tưởng hoạt động như thế nào? Hệ tư tưởng là ống kính mà qua đó một người nhìn thế giới. Trong lĩnh vực xã hội học, hệ tư tưởng được hiểu một cách rộng rãi để chỉ tổng số các giá trị, niềm tin, giả định và kỳ vọng của mọi người. Ý thức hệ tồn tại trong xã hội, trong nhóm và giữa mọi người. Hệ tư tưởng trong tâm lý học là gì? Hệ tư tưởng là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để mô tả tập hợp cơ bản các giá trị, huyền thoại, ý tưởng, thái độ, niềm tin và học thuyết định hình các tiếp cận hành vi đối với các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa hoặc sinh thái của một cá nhân hoặc tổ chức. Xung đột ý thức hệ là gì? Chiến tranh ý tưởng là cuộc xung đột hoặc bất đồng của các ý tưởng, hệ tư tưởng hoặc khái niệm đối lập mà qua đó các quốc gia hoặc nhóm sử dụng ảnh hưởng, chiến lược để thúc đẩy lợi ích của họ ở nước ngoài. Sự khác biệt giữa tôn giáo và hệ tư tưởng là gì? Danh từ, sự khác biệt giữa tôn giáo và hệ tư tưởng là tôn giáo là niềm tin và sự thờ phượng của một quyền lực điều khiển siêu nhiên, đặc biệt là một vị thần cá nhân hoặc các vị thần, trong khi hệ tư tưởng là học thuyết, triết học, cơ thể của các tín ngưỡng hoặc nguyên tắc thuộc về các cá nhân hoặc một nhóm. Định nghĩa nào đúng nhất về hệ tư tưởng? Hệ tư tưởng là một tập hợp các ý kiến hoặc niềm tin của một nhóm hoặc cá nhân. Thông thường hệ tư tưởng đề cập đến một tập hợp các niềm tin chính trị hoặc một tập hợp các ý tưởng đặc trưng cho nền văn hóa cụ thể. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx là những hệ tư tưởng. Các loại ý thức hệ khác nhau là gì? Có hai loại hệ tư tưởng chính: hệ tư tưởng chính trị và hệ tư tưởng nhận thức luận. Hệ tư tưởng chính trị là tập hợp các ý tưởng đạo đức về cách một quốc gia nên được điều hành. Hệ tư tưởng nhận thức luận là tập hợp các ý tưởng về triết học, vũ trụ và cách con người đưa ra quyết định. Mục đích của hệ tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là một tập hợp các ý tưởng được tổ chức chung về xã hội, thường được thúc đẩy để biện minh một hành động chính trị nhất định. Hệ tư tưởng là chức năng giải thích, chúng đưa ra những lời giải thích cho các sự kiện và vấn đề của đời sống xã hội, giúp cá nhân và tập thể tự định hướng trong xã hội. Khái niệm hệ tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là một tập hợp các ý kiến hoặc niềm tin của một nhóm hoặc một cá nhân. Thông thường hệ tư tưởng đề cập đến một tập hợp các niềm tin chính trị hoặc một tập hợp các ý tưởng đặc trưng cho nền văn hóa cụ thể. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx là những hệ tư tưởng, nhưng không phải tất cả các đều như vậy. Ý thức hệ kinh tế nghĩa là gì? Ở đây, các hệ tư tưởng kinh tế được định nghĩa là các vị trí đạo đức, các nền kinh tế nên cấu trúc so với các lý thuyết kinh tế, hệ thống xác định đề liên quan đến các nền kinh tế vận hành.
một số lý thuyết ủng hộ hoặc loại trừ một hệ tư tưởng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.